Hồng xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và hôm nay chúng ta bác một mẫu road bike dòng xe mua cao cấp đến từ thương hiệu Gian, mẫu TCR 6003 compact. Và lần này em về một chiếc xe còn rất là mới. Đây là một trong những cái mẫu xe mà em vừa mới đấu giá trên thị trường bên kia về. Và đây là cái mẫu trưng bày, mẫu Gian là TCR 6003 trưng bày với 100% xung quanh được cục. Và bây giờ xin mời mọi người đón xem chiếc xe. Và như các bạn đây là cái mẫu TCR 6003 compact, một trong những dòng xe road bike cao cấp của đến từ thương hiệu Gian. Và lần này em về với chiếc tông màu cam trắng và đen. Đây là hai cái tông màu phối rất là đẹp. Đằng trước là bên màu cam và đằng sau đuôi là màu trắng. Đấy, các bác ưa thích những tông màu nổi thì như cũng như Duy giao trước đây em đã giới thiệu qua các bác, thì dòng Gian và road bike dòng xe đua thì cũng cái model của xe cao cấp, thì một trong những model cao cấp của xe là model TCR. Và lần này em về những mẫu model của xe là 6003 TCR compact, mẫu dòng Gian quốc tế luôn nhé. Đây là một trong những cái dòng Gian cao cấp đến từ thương hiệu Gian. Và rất nhiều các bác đã tìm hiểu qua và sử dụng rất là nhiều. Mẫu này em mới về là mới 100%. Vì đây là một trong những cái mẫu mà em đã đấu giá trên thị trường bên kia. Và đây là mẫu trưng bày, mẫu dòng Gian Compact 6003 trưng bày, hàng trưng bày. Và đặc biệt là mẫu dòng Gian Compact 6003 này là mẫu Gian quốc tế luôn á. Sơn xe không hề một vết xước nào cả các em. Model 6003 Compact Road với tông màu được chia làm hai. Đằng trước là gam màu rất là nổi bật, gam màu da cam. Ở giữa thì là điểm chỉ màu đen. Đằng sau đuôi là màu trắng, rất là nổi bật cho khung xe. Nó cũng rất là hiếm em biết được đấu giá một chiếc mà còn được đẹp như vậy nhé. Xe mới 100% không sử dụng, đây là hàng trưng bày. Đây là cái mẫu Gian quốc tế, Gian bicycle.com. Và hiếm về những cái mỏng mẫu Gian mà được là mới gần như 100% như vậy. Xe làm từ hợp kim khung nhôm AluXL. Thì như các biết thì AluX là thương hiệu chuyên sản xuất nhôm cao cấp siêu nhẹ Superline. Superline khung nhôm siêu nhẹ. Cổ phốt ni lông chính hãng của Gian với bản thao xe. Và các phụ kiện mà trên xe là đều mới 100% luôn. Xe chưa qua sử dụng. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng bên tay trái là Shimano Sora bên tầng lip. Bên phải em sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora. Đằng trước có logo nổi chính hãng của Gian được cắt từ CNC, thường thấy trong những mẫu Gian quốc tế. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Càng chính hãng của Gian càng carbon. Khung nhôm Superlight, khung nhôm siêu nhẹ càng carbon. Xe sử dụng với Mayer cao cấp chính hãng của Cero. Cero, Mayer Cero nhé. Các bác làm cho xe đạp lâu năm thì thường để ý những cái thương hiệu Mayer mà vành. Đây là một trong những thương hiệu cao cấp chuyên làm thủ tục lên phụ kiện Cero. Mayer Cero, vành Cero, vành nhôm hai lớp của Cero. Xe sử dụng với lốp Michelin. Lốp Michelin luôn nhé. Lốp Michelin Orium. Vỏ lốp siêu nhẹ, vỏ lốp nhẹ, lốp còn mới tinh luôn mọi người. Vành của TCR, vành chính hãng của Gian.
Cộng yên nhôm chính hãng của Gian. Yên của Gian nguyên bản cho xe. Đùi đĩa Shimano Soda. Có nhìn đùi đĩa mới nguyên này, gạt đĩa cũng của Shimano Soda. Bê đan theo xe. Củ đề xong là củ đề Shimano Soda. Trang bị với 9 tầng lip. Lip xích còn mới nguyên nữa nhé. Mayer sau là Mayer Cero. Vành chính hãng của vành Gian TCR. Vành Gian TCR, vành nhôm 2 lớp. Đằng sau sử dụng mới lốp cao cấp của Michelin Odeon. Và bây giờ xin mời chọn chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của xe là size 49. Chiều ngang khung là size 52. Thì các bác đang dùng M63 đến chiếc M7 đi vừa. Sở trang bị với 9 tầng lip, phun group Shimano Soda lên lip rồi. Xuống lip. Bây giờ phải em được sử dụng với đùi đĩa Shimano Soda, gạt đĩa Soda, 2 tầng đĩa, xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, cũng rất là sân chu mật mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Roadbike dòng Gian model cao cấp TCR 6300 Compact. Đây là cái mẫu Gian quốc tế mà em vừa qua em mới đấu giá từ dưới bên kia về. Xe mới tinh chưa sử dụng, xe hàng trưng bày và xe trang bị với phun group Shimano Soda, phun nhôm Superline siêu nhẹ hàng carbon. Và xe đó tốt với nhau là 11.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con hệ của qua Zalo 0975 709943. Còn bên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Còn lại các bạn chơi ngày mai.